Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyền 12 chương 5 Nhi Nữ Loạn Thế, Hồi 1 Hu, nóng quá Dòng suối róc rách Giữa mùa hè, dòng suối là nơi giải nhiệt tốt nhất, bọt nước chảy xiết, lạnh lẽo thấm tâm, núi cao tuyết động hóa thành nước suối dùng vỗ lên mặt một chút buồn ngủ tiêu tan thực sự mát mẻ hắn tán thưởng như vậy xòe tay áo ra rồi lau lên mặt lau đôi má đen sạm lộ ra làn da trắng như tuyết bên dưới hắn nheo mắt mỉm cười bỗng nhiên hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong dòng nước chà lão huynh này đã khá già rồi hoàn toàn không tương xứng với tính trẻ con trên khuôn mặt Hình ảnh phản chiếu này có thái dương trắng trẻo và đồng tử đen sáng, nhìn có vẻ sống động, trên khuôn mặt trắng như tuyết có một đôi mắt phượng, đôi mắt dài quyến rũ, nhìn có chút giống con gái, rất thanh tú. Nếu không có chiếc vương miện hoa ngốc nghếch trên đầu, hình ảnh phản chiếu này quả thực là mỹ nam tử. Có một tiếng khẽ gọi, hắn kỳ dị xem thường, rồi cố gắng cởi chiếc vương miện hoa trên đầu ra. A à, ngốc, ngươi đang làm gì vậy? hắn giật mình vội vàng bỏ tay xuống đặt ngay ngắn trên đùi vẻ mặt biểu hiện nghiêm túc sau đó lén nhìn lại kiểm tra động tĩnh của thiếu nữ phía sau hừm không lưu ý một chút ngươi liền muốn cởi vương miện hoa phải không hắn cuống quít xua tay sầu thảm nói không có đầu ta ngứa quá không phải muốn tháo vương miện hoa của quyên nhi tỉ tỉ xuống tiểu nữ nhi trước mặt có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp trong sáng và thu hút, chẳng phải là tiểu quyên nhi bướng bỉnh tự phong ngọc nữ thần kiếm tiểu tinh linh sao? Tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, quyên nhi cùng tên ngốc to con này như hình với bóng, nam tử trung niên ngốc nghếch kia tất là á ngốc không thể nghi ngờ. Mạnh bất ly tiêu, tiêu bất ly mạnh tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu xuất phát từ dương gia tướng. Tiêu, mạnh là chỉ tiêu tán và mạnh lương là hai tướng lĩnh cấp dưới của dương diên quân, Dương Lục Lang, hai người là anh em kết nghĩa, thường như hình với bóng. Sau này, người ta dùng để ví von mối quan hệ của hai người vô cùng mật thiết, tình cảm sâu đậm. Quyền Nhi bước tới trước mặt á ngốc cố tình nhiễm nhiên nói, nam nhân các ngươi, toàn là thứ không tốt, cô nương có tâm làm cho ngươi một chiếc vương miện hoa, ngươi liền chê cười, không cần thì bỏ đi. Nói tức giận, làm bộ tháo chiếc vương miện hoa trên đầu á ngốc. A à Ngốc né tránh, cười ngốc nghếch nói, Quyên Nhi tỉ tỉ, tỉ nói chuyện thật khó hiểu, cái gì kêu nam nhân không phải thứ tốt. Quyên Nhi nghe hắn giả ngu, lập tức đánh vào chán hắn, cười mắng, những lời này ngươi cũng không hiểu sao. Bệnh điên của ngươi cũng không nghiêm trọng như vậy, ngươi nghĩ cô nương không biết sao. A à Ngốc cười hì hì, chớp chớp mắt, giả vờ bối rối hơn nữa. Quyên Nhi náo loạn trong chốc lát lại cũng có chút mệt mỏi nàng ngồi xuống bên cạnh a ngốc quay lưng vào nhau đồng thời ngáp một cái quyên nhi lười biếng nói ngươi đang làm gì vậy ta ngáp ngươi cũng ngáp làm gì cũng bắt chước ta a ngốc ngáp liên tục lắc đầu nói không thể nào ta vừa rồi đánh rắm tỉ lại không ta nào có học tỉ đâu quyên nhi cười khúc khích nhéo nhéo má a ngốc nói ba hoa Bây giờ vẫn là sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây dài trên dòng suối, bóng xanh xa xa, kèm theo dòng suối trong trẻo trên đá khiến người ta lại càng lười biếng hơn, là thời điểm hoàn hảo để ngủ trong thời tiết mùa hè nóng nực, hai người tựa vào nhau và từ từ chìm vào giấc ngủ. A à Ngốc có vẻ buồn ngủ, thấp giọng hỏi, "Quyên Nhi tỷ tỷ, tỷ không luyện kiếm sao?" Quyên Nhi nghe xong lời này, buồn ngủ mất hết, xoay mình nhảy dựng lên, cả kinh nói, Ai ra, ngươi không nhắc tới, ta quên mất, buổi tối sư phụ muốn kiểm tra kiếm pháp, vậy phải làm sao bây giờ? Quyền nhi này đã lên 15 tuổi, mỗi ngày vẫn là mơ mơ màng màng, nàng giống như quỷ linh tinh, kỳ thật tâm tư tất cả đều đặt vào việc vặt vãnh, thật muốn luyện võ luyện kiếm, nàng vẫn chưa mở mang đầu óc, đánh chết cũng không nửa điểm động não. Nhớ tới sư phụ xưa nay ôn văn nho nhã nhưng đánh lên người lại rất mạnh, Quyên Nhi sợ tới mức nước mắt lưng tròng, cầu xin A Ngốc nói, A Ngốc, người đến giúp một chút, chạy nhanh thay ta ôn tập một chút, bằng không buổi tối không có cơm ăn. A Ngốc hừ một tiếng, híp mắt nói, không có cơm ăn thì có sao đâu, chúng ta ăn thịt vậy. Nói hắn ngốc, hắn lại không ngốc. Mỗi lần có ai cầu xin hắn, hắn luôn đưa ra những lý do kỳ quặc để từ chối. Quyên Nhi nghĩ đến nỗi đau da thịt, đau da tâm tư đấu khẩu, vội năn nỉ nói, được rồi, giúp tỷ tỷ một chút, ngày mai ta mua bánh cho ngươi ăn. A à ngốc ngước mắt ra, cười lạnh nói, không được, ta muốn vào trấn đánh bạc, tỷ phải giúp ta che đậy. Quyên Nhi gấp đến độ rậm chân, đau khổ xin tha nói, tùy ngươi đi. Giúp tôi cuộn hạt lại nhanh lên. Mau giúp ta sử dụng đảo quyển châu liêm một lần, chiêu này là phi liêm kiếm pháp thức thứ bảy, lần trước khi sư phụ dạy ta ngươi cũng ở bên cạnh nhìn thấy a ngốc hì hì cười nói nói rồi nha ngày mai tỷ phải dẫn ta đi lên trấn đánh bạc uyên nhi gật đầu liên tục nói được rồi nhanh lên còn chưa nói xong thân hình to lớn của a ngốc xoay chuyển một cái trong nháy mắt đã rút bội kiếm của quyên nhi ra động tác mau lẹ vô cùng nhưng khi nhìn thấy ánh sáng của thanh kiếm a ngốc đã liên tiếp chém ra ba kiếm sử dụng đảo quyền châu liêm ba lần liên tiếp. Kiếm pháp này vốn dĩ có khi chất nữ tử, A à Ngốc tuy rằng thân hình cao lớn dị thường, nhưng hắn bề ngoài tuấn mỹ, khi đột nhiên sử dụng nó, lại cũng có chút thoát trần. Quyền Nhi dụi dụi mắt, dỗi nói, nhanh quá. Người xuống tay chậm một chút, nhanh như vậy ai mà thấy rõ ràng được. A à Ngốc ừ một tiếng rồi chậm rãi thi triển chiêu kiếm, hắn vung cổ tay, kiếm hoa thoảng qua. Sau đó duỗi chân phải về phía trước, tay trái cầm chiêu kiếm, cong người về phía sau, giơ kiếm lên chém xuống. Đây chính là tinh hoa của chiêu thức Đảo quyền châu Liêm này. Quyên Nhi xem thấy vui vẻ, lập tức đoạt lấy trường kiếm, cười nói, cái này dễ dàng, đến lượt ta. Nói xong, nàng cũng bắt chước làm theo, hất nhẹ cổ tay cô, kiếm hoa mới nở một nửa, chân phải nhảy tới, nhưng lại quên mất kiếm thuật, chém xuống một kiếm nàng cha lại kiếm vào vỏ, cười nói, ngươi đánh giá một chút, ta đã làm đúng chưa? Chiêu thức, đảo quyển châu liêm, này có hai điểm mấu chốt, thứ nhất là kiếm hoa, là kỹ năng cơ bản của người luyện võ, nếu không có sức mạnh cổ tay, kiếm hoa tự nhiên sẽ không phát triển toàn diện, gấp không thể được. Một điểm mấu chốt khác là kiếm thuật của tay trái. Kiếm pháp này tuyệt đối không phải khoa trương, ra tay đắn đo, xa gần một tấc vuông, toàn dựa tay trái kiếm quyết chỉ dẫn chuẩn xác như tay sung kíp, quyên nhi kiếm pháp cũng đã quên làm sao có thể sử dụng tất cả các chiêu thức a à ngốc mờ mịt trợn mắt lắc lắc đầu hắn mồm miệng không tốt cũng không biết làm sao chỉ ra điểm mấu chốt quyên nhi thấy hắn không nói lập tức cười nở rộ lúc trước kiếm hoa còn chưa nở hết bây giờ xuân hoa đã nở rộ nở hoàn toàn với nụ cười như vậy chắc chắn Quyên Nhi sau này sẽ là một mỹ nhân. Nàng lúc này tuổi còn nhỏ, nhưng trong vài năm nữa sẽ như xuất thủy phù dung, đẹp không kém sư tỷ diễm đình. Chỉ nghe nàng vỗ tay cười vui, nhảy nhót nói, thật tốt quá. Ta luyện thành rồi, bây giờ ta có thể ngủ. Nói rồi ném thanh trường kiếm xuống đất, lại bắt đầu nghỉ ngơi. Nàng lười biếng như vậy, nếu tối nay xui xẻo, nói không chừng sẽ bị thanh y tú sĩ đánh chết sau khi quyên nhi luyện kiếm liền ở bên dòng suối ngủ chưa đùa giỡn đôi khi té nước cho vui đôi khi vỗ tay ca hát cô thực sự coi a ngốc như một người bạn chơi cùng nhau đến khi trời tối hắn hai người mới quay về ăn cơm hai người dọc đường trở về núi trăng vừa mới mọc ánh bạc chiếu rọi rực rỡ khiến con đường trắng xóa vì tuyết Quyên Nhi không phải là người đa sầu đa cảm, cũng không phải là người thơ mộng, nàng nhảy chân sáo về nhà, đi tới được sân luyện võ, chỉ thấy bên trong đen như mực mà không có một bóng người, cho rằng Diễm Đình đã sớm trở về ăn cơm. Quyên Nhi là mặt quỷ, cười nói, chán ghét sư tỷ, chính mình không phải là quỷ lười sao, còn dám nói ta. Kể từ sau khi Trương Chi Việt qua đời, Diễm Đình ngày càng trở nên có ý thức trường môn hơn vốn dĩ còn thường cùng Quyên Nhi nói cười, nhưng sau khi từ Trường Châu trở về, ngày thường như bà chủ xinh đẹp chỉ bảo sư muội Quyên Nhi nghe xong giáo huấn, tất nhiên là che tai rồi vội vàng bỏ chạy, mấy tháng nay ngoài việc đi chợ, hai tỷ muội cũng không cùng nhau ra cửa, nếu không trên đường luôn cãi vã, sẽ thật sự rất nhàm chán. Đã đến giờ ăn tối, Quyên Nhi tự nhiên đói lả, nàng dắt tay A Ngốc bước vào trong quan. Cách cửa không xa, đã nghe thấy có tiếng nói từ bên trong truyền đến, giọng nói nặng nề như đang chửi rủa. Quyên Nhi trong lòng đại hỉ, thấp giọng cười nói, "Thật tốt quá, sư tỷ bị bắt quả tang làm chuyện xấu." Diễm Đình ngày thường ngoan ngoãn nghe lời, hành sự càng thêm ổn trọng, hiếm có thể nhìn thấy nàng bị mắng. Quyên Nhi tự nhiên vui mừng đến tận đáy lòng, nàng nhịn đói lập tức đưa theo A Ngốc, hai người bí mật trốn trong kho chứa củi lén nhìn qua lỗ quan sát để xem chuyện gì đang xảy ra trong thượng đường. Quyên Nhi nhìn kỹ hơn, ánh mắt đầu tiên liền thấy được sư tỷ, nàng đang đứng ở đầu phía đông của thượng đường, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, như thể đang lo lắng điều gì đó. Quyên Nhi thầm cười trộm, tỷ tỷ à, đã bảo mỗi ngày cùng ta vui chơi tỷ lại không nghe. Ai, không phải cũng bị đánh sao? Người trong võ lâm cao thủ không nhiều lắm, nếu muốn tìm quỷ lười chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ra vô số, nhưng tuy có nhiều người lười biếng, lại ít người có thể so sánh với Quyên Nhi. Nhìn năng lực của nàng như vậy, có lẽ là sẽ đứng đầu trong tám đại môn phái. Quyên Nhi đảo mắt, nhìn về phía chiếc ghế mà sư phụ thường ngồi, quả nhiên thấy ông đang ngồi bất động, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ ra người, không thể thấy biểu tình trên mặt. Quyên Nhi vốn cười nham nhở, nhưng thấy sư phụ mang mặt nạ, không khỏi có chút kinh hãi, xảy ra chuyện gì vậy? Có một mình sư tỷ, sao sư phụ lại đeo mặt nạ? Chẳng lẽ có khách sao? Khi đang xem, A ngốc thò đầu qua, không kiên nhẫn nói, Quyền Nhi tỉ tỉ, ta đã đói bụng. Quyền Nhi xua tay với hắn, thấp giọng nói, đừng nói chuyện, bên trong giường như có khách, chúng ta nhìn kỹ hãng nói. Không biết vì sao, nàng vừa thấy sư phụ đeo mặt nạ, trong lòng liền có chút không thoải mái, lập tức yêu cầu A Ngốc kiên nhẫn, tìm hiểu tình hình trước rồi nói. Quyên Nhi đang ngờ vực thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp phát ra từ bức tường ngăn, nói, thanh y trưởng môn, ngài suy xét thế nào rồi? Giọng người này khá khó nghe, giống như tiếng quạ đen, Quyên Nhi trong lòng cả kinh, nhanh chóng nhìn sang, chỉ thấy người đang nói là một nam tử trung niên đang đi đi lại lại trong thượng đường, sắc mặt vàng như nến, Vẻ ngoài thực sự xấu xí. Quyên Nhi chăm chú nhìn, thấy trong thượng đường còn có ba người khác, một ông lão nước da xanh, một nông dân, còn lại là một thiếu niên khuôn mặt hồng hào, ước chừng 1516 tuổi. Nhìn thấy thiếu niên kia lén nhìn vẻ đẹp của Diễm Đình, thần sắc lại có chút tùy tiện. Thanh Y Tú sĩ hiếm khi lui tới với các nhân vật võ lâm, lúc này có ba vị khách bất ngờ đến, đây được coi là sự kiện hiếm có trong năm nay quyên nhi trong lòng âm thầm kỳ quái thầm nghĩ rõ ràng có người tới làm khách sư phụ tối hôm qua sao không nói trước thông thường nếu có khách tới chơi sư phụ thường sẽ mời đầu bếp từ tiệm cơm lên núi chuẩn bị bữa ăn sắp xếp mấy bản yến hội chính mình cũng có thể nhân cơ hội ăn uống thỏa thích quyên nhi trong lòng buồn bực trong mắt xoay chuyển thầm nghĩ thật là quái rốt cuộc sao lại thế này chẳng lẽ chẳng lẽ những người này đột nhiên lên núi ngay cả sư phụ cũng không biết trước chuyện này. Nàng ngày thường tuy rằng nghịch ngợm, nhưng lại rất nhạy bén. Khi nhìn thấy điều gì đó khác lạ, sẽ ngay lập tức chú ý. Đang suy nghĩ, người mặt vàng khụ một tiếng, lại hỏi, thanh y trưởng môn, ngài rốt cuộc nghĩ sao? Ngài có nguyện ý đi cùng chúng ta không? Thanh y tú sĩ nghe xong, chỉ cúi đầu không nói, một bên diễm đình tiếp lời nói, tống nhị ra, lời nói của ngài thật khó hiểu. Sư phụ đang êm đẹp ở trên núi tu đạo, lại cản trở thần đao môn các người sao? Tại sao một hai phải muốn sư phụ đến kinh thành? Chẳng lẽ trường môn cửu Hoa Sơn là một đứa trẻ ba tuổi, không biết mình sống ở đâu, lại muốn các ngươi bao biện làm thay? Diễm Đình mấy năm nay trải qua rèn luyện, không còn ngại nói chuyện với các đại hán trong võ lâm, nhìn nàng dung mạo ưa nhìn, lời nói rõ ràng, bốn chữ bao biện làm thay kéo cực dài, thoải mái châm chọc hành vi không đúng mực của thần đao môn. Quyên Nhi nhìn qua, thấy Tống Nhị Gia kia trách móc Diễm Đình vài câu, sắc mặt càng thêm khó coi, người bình thường nếu là thẹn quá thành giận, sắc mặt tất nhiên sẽ đỏ bừng, nhưng Tống Nhị Gia này hình như bị bệnh gan, trong lòng tức giận, sắc mặt lại càng vàng hơn. Quyên Nhi lại không biết, người này họ Tống tên Đức Quang, biệt danh là Hoàng Diện Quỷ chỉ vì bất cẩn trong lúc luyện công, ngộ thương nội tạng, mới thành vàng như nến như vậy. Tống Đức Quang muốn mở miệng phản bác, rồi lại nghĩ không ra phải nói cái gì. Trong lúc tức giận, trong thượng đường vang lên một tiếng trẻ con, một thiếu niên đứng dậy, cười nói, sư muội diễm đình trách móc là đúng, Tống Nhị ra nói không đúng. Chúng ta lần này lặn lội đường xa đến cửu hoa, thật tâm chỉ muốn mời trưởng môn xuống núi du ngoạn, nào biết tống nhị ra nói chuyện quá mức ngay thẳng tự nhiên khiến người ta phản cảm diễm đình sư muội ta thay huynh ấy tạ lỗi thỉnh nàng bao dung diễm đình 19 tuổi thanh xuân thiếu niên này còn rất trẻ nhìn bộ dáng có vẻ còn kém nàng 2 tuổi nào biết hắn nói chuyện như ông cụ liên tục gọi diễm đình là sư muội khom người khom lưng càng không hề chớp mắt chỉ chằm chằm nhìn vào đôi mắt thu thủy của diễm đình ra vẻ thập phần tuấn tú Quyên Nhi nhìn thấy trong lòng lại thầm cười lạnh, tiểu bạch kiểm này từ đâu đến? Xem mình là phan an tái thế sao? Ngũ chế sứ thích sư tỷ, thậm chí đến tính mạng còn không cần. Ngươi muốn làm sư tỷ ta vui, điều đó còn quá xa vời. Phan An hay Phan Nhạc nổi tiếng là một nhà văn thời Tây Tấn và là một đại Mỹ Nam. Thiếu niên kia thay mặt người khác xin lỗi, chỉ để lấy lòng diễm đình, nhưng khi nói ra những lời này, lại không khỏi đắc tội tống nhị ra. Quả nghe hắn gầm lên một tiếng, lớn tiếng nói, hay cho tên tiểu quỷ Trúc Khang nhà ngươi. Cái gì gọi là nói chuyện quá thẳng? Lời trẻ con mà còn đòi phân biệt thị phi, trong mắt còn có tống đại gia ta sao? Chưa kịp nói xong, một người đã đứng lên cạnh thiếu niên kia, là tên nông dân thấy lúc trước, chỉ thấy hắn mỉm cười nói, nhị gia đừng tức giận. Thiếu gia nhà ta không có ác ý, thần đao môn ngươi và trúc gia trang chúng ta là bạn bè, hà tất phải vì một câu mà tức giận. Nghe người nông dân nói vậy, sắc mặt Tống Đức Quang càng vàng hơn, cười khẩy nói, được rồi, nể mặt mũi của lỗ giáo đầu, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Người nông dân coi mình là người hầu, có vẻ như là người hầu của Trúc Gia, thật ra lại là giáo đầu võ công của Trúc Gia Trang. Người này họ lỗ, tên một chữ dụ. Chính vì Trúc Gia được triều đình sắc phong rất nhiều, chủ nhân có tước vị trong người, là một gia tộc rất giàu có, lỗ dụ mới bằng lòng làm việc cho, thậm chí còn coi mình là hạ nhân. Lỗ giáo đầu mỉm cười với thanh y tu sĩ, nói, thanh y trưởng môn, thiếu gia nhà ta đã xin lỗi, cũng đã giải thích sự việc, xem như đã cho ngài mặt mũi. Hãy theo chúng ta đi đi. Lỗ dụ ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế còn bá đạo hơn cả tống đức quang diễm đình nghe được lời này sao có thể không tức giận đang muốn mở miệng châm chọc thanh y tú sĩ lại than nhẹ một tiếng phát tay nói các vị đừng nói nữa tại hạ tiếp nhận chức vụ trưởng môn tới nay trước sau chuyên tâm cầu đạo giáo hóa đệ tử không hề hỏi đến việc triều đình lần đi kinh thành này vẫn là miễn đi nói xong chậm rãi đứng dậy chắp tay nói chưa vị cao hiền thứ ta đãi khách tùy tiện vô lễ. Tai nghe Thanh y tú sĩ hạ lệnh trục xuất khách, lại không cứu vãn đường sống, Lỗ dụ chậm rãi đứng lên, đôi tay chống nảnh, mỉm cười nói, "Thanh y trưởng môn, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, mặt mũi của thiết thương trúc lão phu nhân, trưởng môn thật không muốn để ý tới sao?" Quyền 12 chương năm nhi nữ loạn thế, hồi 2. Thanh y tú sĩ nghe được lời uy hiếp của hắn, bình tĩnh nói cho dù là trúc gia hay tống gia, người tới nếu là khách, sao có lý ép chủ nhân rời núi? Còn muốn lỗ giáo đầu mang về mấy câu nói đó của ta, trúc gia trang mặt mũi tuy lớn, nhưng cũng không bằng bài vị tổ tông ở Cửu Hoa Sơn, nếu lão phu nhân còn muốn trách tội, thanh y tú sĩ không dám thất kính, tùy thời chờ giá tiếp chiêu. Ông bình tĩnh nói, trả về nguyên vẹn lời nói của lỗ dụ, khiến hắn đứng yên không thể nói được gì mắt thấy lỗ dụ nghẹn lời trúc khang là tiểu chủ nhân của hắn đành phải ra mặt hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi cười nói thanh y trưởng môn đừng nóng giận kỳ thật trúc gia trang lúc này thì ngài xuống núi cũng là có ý tốt như vậy đi nếu ngài ngại kinh thành quá xa dù sao trúc gia trang cũng ở thiểm bắc không cách ngài bao xa không bằng chúng ta đặt một bàn rượu hành lễ xin lỗi ngài ngài thấy được không nghe những người này đều đang muốn sư phụ xuống núi khiến người ta càng thêm nghi hoặc diễm đình trong đại sảnh quyên nhi nghe bên ngoài hai tỷ muội thầm kinh ngạc không biết những người này đang âm mưu gì trúc khang tràn đầy tự tin khóe miệng mỉm cười chỉ chờ đối phương trả lời thanh y tú sĩ không chút nào cảm kích lắc đầu liền nói thành tâm của các vị bổn tọa đã nhận còn chén rượu kia không cần phải uống trời đã tối rồi người ở trên núi ít, không thể chuẩn bị rượu và thức ăn cho các vị khách quý, mong các vị sớm xuống núi cho. Thanh y tú sĩ luôn hòa nhã với người khác, rất ít khi lộ ra vẻ không vui, ông nói chuyện như vậy là đã thể hiện rõ sự giận dữ, Diễm Đình và Quyên Nhi nhìn thấy tình huống này không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không biết những người này muốn làm gì mà khiến sư phụ không hài lòng như vậy. Tống Đức Quang tức giận nói, thanh y tú sĩ, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt mọi người thấy ngươi không làm gì có tâm hướng thiện lúc này mới bỏ qua cho ngươi ngươi đừng tự tìm đường chết thành kẻ địch của võ lâm mấy câu nói đó nói ra đã gần như không nề mặt cho dù thanh y tu sĩ tu dưỡng tốt đến đâu cũng không chấp nhận được có người như vậy tới cửa làm càn lập tức lạnh lùng thốt diễm đình thay sư phụ tiễn khách tống đức quang chế nhạo cười lạnh một tiếng, lộ ra thần sắc cường hung bá đạo. Liền vào lúc này, một bóng người thấp bé chậm rãi đứng lên trong thượng đường. Người này sắc mặt xanh sao, từ khi vào đại sảnh không nói một lời. Nhưng vào lúc này vừa đứng dậy, đã có khí tức uy nghiêm, xem là tông sư môn hộ. Những kẻ như Trúc Khang, Lỗ Dụ, Tống Đức Quang tuyệt đối không thể so sánh. Thanh y tú sĩ thấy bóng dáng thấp bé này, thân mình hơi chấn động, nhưng ngữ khí vẫn bình đạm như thường cao trang chủ 12 thiên tướng cũng muốn bức ta xuống núi sao lão giả thấp bé lắc đầu nói thành y trưởng môn cao thiên uy thẳng thắn nói chuyện giữa ngài và phỉ nhân vẫn chưa lan rộng trên giang hồ thỉnh cầu ngài nể bộ mặt của triều đình theo ta về kính để tránh gây ra sự nghi ngờ của các quan đại thần nếu không ngài cũng biết kết cục như thế nào đôi mắt của lão giả thấp bé này sáng rực lên giọng điệu vô cùng tự tin. Đúng là người đứng đầu thiên tướng phủ, cao thiên uy. Thanh y tú sĩ hít một hơi thật sâu nói, ta vừa mới nói qua, tại hạ không hỏi thế sự đã lâu, vô luận thiên hạ có loạn hay không, ta cũng sẽ không rời bỏ cửu hoa. Các hạ nếu không tin, ta cũng không thể làm gì. Cao Thiên Uy lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi một lần nữa, theo chúng ta đi nếu cử hoa sơn bị xóa tên khỏi nhân sĩ chính đạo, ngươi sẽ đối mặt với liệt tổ liệt tông của mình như thế nào? Mắt thấy đã không thể cứu vãn đường sống, thanh y tú sĩ nhất thời lắc đầu thở dài, nói, ngày xưa chắc lăng chiêu hoành hành giang hồ, lời nói so ra cũng không bá đạo bằng các hạ. Diễm Đình, lấy kiếm ra. Diễm Đình vừa mừng vừa sợ, biết sư phụ đã muốn động thủ, thanh y tú sĩ được liệt vào tám đại trưởng môn võ lâm, võ công chỉ thua kém Trác Lăng Chiêu và Phương Tử Kính một bậc, nếu thật tức giận động thủ, định sẽ là xét đánh không kịp bưng tai. Diễm Đình đưa lên trường kiếm, ánh nến lung linh, dòng chữ phong ấn sáu ký tự, cửu hoa sơn long ngâm các, trên bao kiếm trông càng hiện vẻ cổ sơ. Thanh y tú sĩ cầm trường kiếm trong tay, chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, nói, đêm nay hưng phấn, dùng võ kết bạn, thanh y tú sĩ mong chư vị cao hiền chỉ giáo thật là vinh hạnh, vị bằng hữu nào có thể lên chỉ giáo. Vừa nói vừa chậm rãi rút kiếm ra, một âm thanh ong ong vang lên, mũi kiếm khẽ vung lên, giống như chữ rắn. Thiên hạ kiếm pháp đâu chỉ một mặt, côn luân kiếm khí hùng hồn, võ đang kiếm đi mềm nhẹ, hoa sơn kiếm pháp linh phiêu, cửu hoa sơn lấy khinh công khoái kiếm phối hợp, trên giang hồ có phong cách riêng, thanh y tú sĩ dung cổ tay lên, Thanh kiếm đung đưa theo vòng tròn như một con rắn cuộn, trong thượng đường sinh ra một luồng không khí lạnh lẽo. Quyên Nhi mặc dù đang trốn ở phòng bên cạnh vẫn cảm thấy lo sợ, diễm đình trong nội đường càng là đầy người mồ hôi lạnh. Tống Đức Quang cười hắc hắc nói, "Cao Thiên Uy, ngươi lên hay là ta lên?" Lão già thấp bé là Cao Thiên Uy, sau khi nghe những lời của Tống Đức Quang, ông ta không khỏi cau mày nói, "Thanh y trưởng môn, chúng ta bên này bốn người ở đây, trong chốc lát động thủ ngươi còn phải phân tâm bảo vệ đồ đệ, nói đến không có phần thắng. Nói chưa xong, một tia sáng xanh đột nhiên lóe lên, trường kiếm bay thẳng tới, mọi người đều kinh hãi, đều ngẩng đầu nhìn lên. Liền vào lúc này, một bóng hình như quỷ mị hiện lên, đã ở trước mặt Tống Đức Quang một thước. Thân pháp này nhanh như mũi tên bay, mau đến không thể tưởng tượng, đúng là Thanh Y Tú sĩ ra tay. Tống Đức Quang đang tập trung vào thanh trường kiếm, kinh hãi không kịp phòng bị, vội vàng giơ tay lên bảo vệ khuôn mặt, nhưng đúng lúc này, dưới chân lại vấp một cái, ngay lập tức ngã sang một bên, rơi về phía Cao Thiên Uy. Thanh y tú sĩ võ công chắc tuyệt, khi ra tay càng lấy tâm cơ làm trọng, lúc này trước lấy trường kiếm nhiễu địch, lúc sau lại chọn Tống Đức Quang động thủ, chắc chắn có kỳ mưu diệu kế. Cao Thiên Uy gặp nguy không loạn, tay trái đỡ lấy Tống Đức Quang, lòng bàn tay phải dơ lên bảo vệ thân thể, đang chờ xem động tĩnh của địch nhân, đột nhiên nghe thấy hai tiếng hắc hắc truyền qua, tiếp theo là một tiếng động lớn, một nam tử đánh vỡ vách cửa sổ, bay lộn ngược ra khỏi thượng đường, là lỗ giáo đầu của Trúc Gia Trang. Thấy hắn thân thể cường tráng như vậy nhưng chỉ trong một chiêu bị thanh y tú sĩ thổi bay, Cao Thiên Uy không khỏi vừa kinh ngạc vừa tức giận, hét lên, hành y trưởng môn, ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Lúc nói chuyện toàn thân phát ra lực mạnh mẽ, dưới sự trào dâng của chân khí, quần áo bay lên như một quả bóng cao su. Thanh y tú sĩ thấy dị trạm bực này, lại không hề sợ hãi, đưa tay kéo một thiếu niên, ôn hòa nói, cao huynh nói chuyện thật khó nghe. Huynh đài nếu không tin được ta nói, vậy hãy để Trúc Thiếu Gia nói chuyện với các hạ, được không? Thấy Trúc Thiếu Gia đã rơi vào tay kẻ thù, Cao Thiên Uy bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời tức giận đến toàn thân phát run, thầm nghĩ, đều nói người này mưu trí trồng chất, quả nhiên là một con cáo già. Thanh Y Tú Sĩ là người mưu trí, hiểu rõ tình thế trước khi ra tay, trong bốn người ở thượng đường, Cao Thiên Uy là người giỏi võ thuật nhất, Trúc Thiếu Gia địa vị tôn quý nhất, Tống Đức Quang là người nóng nảy nhất, Thanh Y Tú Sĩ ném trường kiếm của mình chỉ để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, sau đó giả vờ tấn công Tống Đức Quang. Xét tính tình hung bạo của người này, nếu bị ám toán chắc chắn sẽ không né tránh, phản sẽ ra tay đánh bừa. Võ công của Thanh Y Tú sĩ vốn cao hơn người này rất nhiều, vừa thấy hắn đưa hai tay ra, ngay lập tức dùng những chân pháp của mình quét xuống. Theo đà đá người có võ công mạnh nhất là Cao Thiên Uy. Sau khi Cao Thiên Uy bị chặn lại, Thanh Y Tú sĩ liền nhân cơ hội tấn công lỗ dụ giáo đầu, người hầu ngã xuống, trúc thiếu gia quan trọng nhất đã ở trong lòng bàn tay ba gã hào thủ vây kín, Cao Thiên Uy là cao thủ cứng rắn hiếm có trên giang hồ, nào biết thanh y tú sĩ bình tĩnh, trong nháy mắt liền đã xoay chuyển hoàn cảnh xấu, chiến thắng đến nhẹ nhàng như thế, ngoại trừ thân hình thanh y tú sĩ nhanh như tia chớp, điều quan trọng nhất ông là người xảo trá diệu tính, Cao Thiên Uy thua tâm phục khẩu phục, chỉ có thể hắc hắc cười gượng. Thanh y tú sĩ rỗi tay đặt tay lên đầu thiếu gia nhà họ Chu, ngữ khí an hòa, nói, Thỉnh cao trang chủ mang theo vài vị khách không mời mà đến, chạy nhanh xuống núi đi. Tống Đức Quang lớn tiếng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì chúc thiếu ra? Thành y tú sĩ nói, trước đây ta đã nói rồi, tại hạ sớm đã không hỏi thế sự, ai tạo phản, ai đương quyền, đều không liên quan gì đến ta. Chỉ là các ngươi không tin thôi, ta bất đắc dĩ phải tìm vài thứ chất áp cầm đồ, miễn khi nói chuyện thiếu cân nhắc, khiến người khác giễu cợt. Ý tứ trong lời nói của ông rất rõ ràng, muốn giữ Trúc Thiếu Gia làm con tin. Thiếu Gia nhà họ Trúc sắc mặt cực kỳ tái nhợt, vốn dĩ mặt mày luôn đưa tình với Diễm Đình, nhưng bây giờ sắc mặt không có chút máu, so với cương thi còn khó coi hơn rất nhiều. Bộ dáng này vốn dĩ thập phần buồn cười, Quyên Nhi nhìn thấy chắc phải bật cười. Chỉ là nàng thấy sư phụ vô cớ tấn công nhiều khách như vậy, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, trong lúc sợ hãi, chỉ mở đôi mắt to trong suốt ngơ ngẩn ở đó nhìn tình thế đã đảo ngược nhưng cao thiên uy lại không hoảng loạn lành lạnh liền nói thanh y trưởng môn thứ tại hạ khuyên ngài một câu muốn bắt giữ trúc thiếu gia khó tránh khỏi sẽ khiêu khích tứ đại gia tộc chúng ta ngày sau bốn vị thủ lĩnh hợp lực lên núi vấn an ngài ngài chẳng lẽ không sợ sao thanh y tú sĩ thở dài ta sợ tống đức quang thuận thế leo lên quát vậy tại sao còn không thả người thanh y tú sĩ đột nhiên nói đỉnh nhi nhanh chóng thu dọn quần áo chúng ta xuống núi tống đức quang cười nói ngươi đang làm gì vậy đồng ý sớm chút không phải là xong rồi sao tại sao lại không nề mặt chúng ta thanh y tú sĩ mỉm cười nói tống nhị gia lần này ta rời núi không phải đi kinh thành tống đức quang ngơ ngác nói vậy ngươi muốn đi đâu Thanh y tú sĩ cười nói, ta cũng chưa biết nơi nào. Vừa mới nói xong, bỗng nghe hét thảm một tiếng, thân thể trúc thiếu gia đã đâm vào Tống Đức Quang. Thân phận của người này rất quan trọng, không thể có điều sơ suất, Tống Đức Quang không dám ngăn cản, chỉ có thể dùng tay ôm hắn. Cao Thiên Uy thấy vậy, biết hắn sắp lặp lại thủ đoạn cũ, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, hay cho thanh y tú sĩ, người muốn dương đông kích tây, nhân cơ hội ám toán Tống Đức Quang không dễ dàng như vậy đâu. Thanh y tú sĩ chỉ một mình ngăn địch, trong thượng đường còn có một thiếu nữ diễm đình mảnh mai, Cao Thiên Uy cười lạnh một tiếng, vận khởi song trường, định đánh về hướng diễm đình, tính toán lấy kế sách vây ngụy cứu triệu phá giải dương đông kích tây của thanh y tú sĩ. Đang muốn động thủ, trước mặt hắn chợt lóe lên một bóng xanh, thanh y tú sĩ đã cách hắn ba thước, Cao Thiên Uy chấn động, vạn lần không thể đoán được người này lại hướng về phía chính mình, Lúc này hai vị cao thủ quá gần, nội lực của hai người chèn ép nhau, không khí lưu chuyển bốn phía trong chốc lát, Cao Thiên Uy khó thở, vội vàng muốn rút lui, liền vào lúc này, các huyệt đạo trên ngực hắn hơi tê dại, đã rơi vào bẫy của địch nhân. Cao Thiên Uy võ công cao cường, năm đầu cảnh thái thanh danh đã lan xa, ai có thể ngờ rằng sẽ rơi vào âm mưu của địch nhân. Hắn vừa sợ vừa tức giận, nhanh chóng dùng nội lực phá tan huyền quan cũng là hắn công lực thâm hậu, trong chớp mắt đã đả thông huyệt đạo, đang tức giận muốn ra chiêu đột nhiên nghe thấy một tiếng hét, a à, a, à, Tống Đức Quang và Trúc Khang đã ngã lăn trong thượng đường, thấy hai người không thể di chuyển, cho rằng đã bị thanh y tú sĩ đánh lén, chế trụ huyệt đạo. Cao Thiên Uy sắc mặt khó coi, nhận ra mình đã bất cẩn, rơi vào âm mưu của người khác. Lúc này, lỗ giáo đầu đã ngã ra ngoài, không rõ sống chết, Thiếu gia Trúc Khang cũng bị ngã trên mặt đất, thậm chí cả tống đức quang của thần Đao Môn cũng không thể chiến đấu được nữa. Ngoại trừ Cao Thiên Uy, tất cả những cao thủ trong thượng đường đều đã bị loại bỏ. Nếu như vừa rồi bốn địch nhân đồng thời ra tay, Thanh Y Tú Sĩ phải phân tâm bảo vệ Diễm Đình, khó có thể bình an vô sự mà trốn thoát, cũng là vì thế, ông liền ăn nói khép nép, chỉ tùy thời ra tay, dần dần cắt bỏ cánh chim, đợi cho Cao Thiên Uy lẻ loi một mình đã trở thành cục diện đơn độc đấu nhau. Thanh y tú sĩ thở dài, nói: "Cao trang chủ, chúng ta không thể ở lại Cửu Hoa Sơn này nữa. Ta muốn ngài truyền lời, nói Thanh y tú sĩ và đệ tử đã tự sát. Ngài có đồng ý không?" Cao Thiên uy cười lạnh nói: "Ngươi muốn giả chết, không còn biện pháp nào khác sao? Còn muốn ta làm nhân chứng? Chẳng lẽ ngươi sợ ta mật báo sao?" Thanh y tú sĩ hít một hơi thật sâu, nói, cao đại gia, ta không muốn giết người, ngươi đừng ép ta động thủ. Nói rồi tiến lên một bước, đôi tay chậm rãi giơ lên. Cao thiên uy đánh giá cục diện, thanh y tú sĩ khinh công thiên hạ vô song, tiến lùi như quỷ mị, nếu đánh nhau với hắn trong nhà, đã là thua một nửa, hắn thân là cao thủ hoài tây thiên tướng phủ, hỏa lực đối phó với địch người thường không thể so, tâm trí hắn vừa suy nghĩ, Chân đã chuyển động, dùng sức phá tường bay ngược ra. Thấy Thanh Y Tú Sĩ không đuổi theo, Cao Thiên Uy nhẹ nhàng thở ra, đang định đứng yên thì đột nhiên có một lực nhẹ từ phía sau đẩy tới, khiến hắn lập tức dừng bước. Cao Thiên Uy đại kinh thất sắc, có mai phục. Cổ họng khát khô, sắc mặt xanh mét, run rẩy mà xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một lão giả cao lớn đứng ở sau lưng, thấy vóc dáng người này cường tráng, Cao Thiên Uy toát mồ hôi lạnh khàn giọng nói, ngài. Ngài cũng tới. Lúc này, tiếng cười hào sảng từ sân ngoài truyền đến, vô số bóng người xuất hiện, Cao Thiên Uy vừa mừng vừa sợ, cuống quýt chắp tay nói, hổ thẹn, hổ thẹn, không biết các vị tông chủ cùng đến cử hoa, cũng thật khiến ta không chỗ dung thân. Cao Thiên Uy phá tường rời đi, nghe nói cường địch đã rút lui, diễm đình thở phào nhẹ nhõm, đang định hỏi sư phụ nội tình, Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng cười hùng hồn, không biết lại vị cao nhân nào giá lâm. Diễm Đình trên mặt biến sắc, đang định lên tiếng hỏi, sư phụ nghe được tiếng cười, nhưng ánh mắt lại ảm đạm. Ông nắm lấy cổ tay đồ đệ, nhẹ nhàng nói, "Đình Nhi, Quyên Nhi, đã đến lúc nói lời tạm biệt. Cho dù ngày sau các con ở đâu, đừng quên túi gấm sư phụ cho các con." Nói rồi đi đến ven tường, gõ gõ vách tường, ngoài tường quyên nhi nghe xong lời này đã bật khóc hai người trong lòng hiểu rõ mỗi dịp tết đến sư phụ luôn tặng họ một phong bao lì xì màu đỏ và một chiếc túi thêu gấm nói rằng vào ngày ông chết hai tỷ muội hãy mở ra xem quyên nhi buồn đến mức chỉ muốn kêu to chợt vào lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng giống to nói thanh y trưởng môn tại hạ sơn đông tống công mại ở đây xin vấn an ngài diễm đình thấy một lão giả bước qua cửa người này thân hình cao lớn bước vào thượng đường phải khom lưng vóc dáng thực sự làm cho người ta sợ hãi nàng đang định lùi lại phía sau sư phụ thì nghe thấy tiếng cười ngoài cửa sổ một giọng nói sắc bén nói trưởng môn đứa con trúc khang của ta thật là vô dụng cũng thật khiến ngài chê cười rồi diễm đình vội vàng quay đầu lại nhìn thấy một bóng người lóe lên lờ mờ ngoài khung cửa sổ như một bóng ma tiếng bước chân lộn xộn rất nhiều hảo thủ bước vào, Diễm Đình vừa kinh vừa sợ, run giọng hỏi: "Sư phụ, đây. Đây là có chuyện gì?" Thanh Y Tú sĩ buồn bã cười, lắc đầu nói: "Hài tử, con phải chịu khổ rồi." Diễm Đình trong lòng kinh hãi, nhìn thấy đại sảnh chen đầy hổ báo, tất cả đều không có ý tốt, chỉ nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại của nàng bằng ánh mắt tham lam thèm khát. Diễm Đình sinh ra đã xinh đẹp, nàng cũng không xa lạ gì với kiểu ánh mắt này đó là ánh mắt đói khát của lang của sói. Nàng hét lên một tiếng, ôm chặt lấy sư phụ, cầu xin ông che chở. Triều đình quan phủ, đó là thế lực lớn nhất thiên hạ, cho dù mạnh như chắc lăng chiêu, hùng nộ thương sơn, nếu trực diện đụng phải, có ai mà không bị tiêu diệt. Thanh y tú sĩ cười khổ, vuốt tóc đệ tử, ánh mắt lộ ra một tia đau khổ. Hảo thủ chính giáo vây kín, dù ông thông minh đa tài đến đâu, làm sao có thể thoát thân? Chẳng lẽ thật có thể hóa thành một con phượng hoàng mà bay đi sao? Trăng đã lên cao, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào đại đường không một bóng người, ngọn nến trên bàn hãy còn chưa tắt mà đung đưa trong gió, khiến khung cảnh càng thêm lạnh lẽo. Một thiếu nữ chạy vào đại đường kêu lên, "Sư phụ!" "Sư phụ!" Trước đó sư phụ và sư tỷ bị người vây quanh, quyên nhi vừa kinh vừa sợ, rồi lại không dám lên tiếng chỉ có thể kìm nén khóc thút thít, chờ mắt nhìn những người thân yêu của mình bị đưa đi. Mấy canh giờ trước thượng đường này là nơi mình giúp vào làm nũng, nhưng bây giờ không còn nhìn thấy bóng dáng người thân nữa. Giờ này khắc này, cho dù là sư phụ trách cứ cũng được, sư tỷ chế nhạo cũng được, nàng đều miễn ý nghe trăm ngàn câu. Quyên Nhi lo lắng cho sự sống chết của người thân, buồn bã không chịu đựng nổi, ngồi xuống đất lấy tay che mặt, đã bắt đầu khóc nức nở. Trong lúc hai mắt đẫm lệ, chợt nhớ đến lời dặn dò vừa rồi của sư phụ, trong lòng Quyên Nhi dấy lên hy vọng, vội lấy chiếc túi gấm từ thắt lưng ra, vội vàng mở ra nhìn xem, thấy bên trong tờ giấy viết tám chữ cực nhỏ: "Duyên tận ái diệt, tốc đầu nộ thương". Quyên Nhi không hiểu ý là gì, lại càng không biết nộ thương sơn ở đâu, trong lúc bối rối lo sợ, kiềm chế không được lại khóc lớn. Lúc này, phía sau vang lên một âm thanh ngốc nghếch. Quyên Nhi tỷ tỷ làm sao vậy? Có ai bắt nạt tỷ sao? Quyên Nhi nghe xong lời này trong lòng bỗng cảm thấy bình yên. Còn có hắn, còn có hắn có thể bảo vệ mình. A à, Ngốc, nàng ngả vào người và ôm lấy chặt A à Ngốc, nước mắt rơi như mưa. Dù còn nhỏ như nàng cũng biết đại nạn trước đây chưa từng có đã ập đến. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.